nhiệt liệt chào mừng các vị lãnh đạo, quý khách gần xa và toàn thể bà con nhân dân đang có mặt tại đây mừng lễ hội truyền thống rằm tháng 2 năm Giáp Thìn, làng Điền Xá ngày hôm nay. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt ban tổ chức lễ hội xin gửi tới các vị lãnh đạo xã Văn Xá, quý khách thập phương và toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe và lời chào lồng nhiệt nhất. Chúc lễ hội làng Điền Xá năm Giáp Thìn thành công rực rỡ. Hội làng đã ghi bao cảm xúc, niềm vui và những kỷ niệm đẹp về sự gắn bó, về tình làng, nghĩa xóm, về tình đoàn kết để cùng nhau phát triển. Đây thực sự là một nét đẹp văn hóa đặc trưng đang được lưu truyền, bảo tồn trên quê hương Điền Xá. Với tinh thần phấn khởi, vui tươi đó, chương trình văn nghệ chào mừng lễ hội xin phép được bắt đầu ạ. Kéo nha.
hội kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bác, các cô, các chị đã mang đến lễ hội không khí thật tưng bừng, rộn ràng và phấn khởi. Làng Điền Xá được sự nhất trí của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Văn Xá cho phép làng Điền Xá mở hội truyền thống rằm tháng 2 năm 2024. Đây là năm thứ 21 lễ hội được khôi phục và phát huy giá trị văn hóa quê hương. Sau một thời gian chuẩn bị với sự nhiệt tình tâm huyết của ban tổ chức sự về dự lễ hội Điền Xá hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Đức Vinh, bí thư ban chấp hành đảng bộ xã Văn Xá. Và chung vui lễ hội còn có thường trực đảng ủy, thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân xã, mặt trận tổ quốc xã, các ban ngành đoàn thể xã, hợp tác xã nông nghiệp, bí thư chi bộ, trưởng các thôn trong xã Văn Xá đã về dự đông đủ, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đại biểu các cụ thôn Thọ Lão, khách thập phương,
các con, các cháu mọi miền đất nước và đông đủ và nhân dân làng Điền Xá đã có mặt dự đông đủ đề nghị buổi lễ nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các quý vị đại biểu, trước khi lễ hội diễn ra, ban tổ chức xin trân trọng kính mời lãnh đạo thường trực đảng ủy, thường trực thôn Điền Xá, trưởng ban cánh tiết thôn vào dâng hương cáo yết tứ vị thần hoàng. Xin trân trọng kính mời ông Vũ Đức Huynh, bà Trần Thị Nga, ông Chu Văn Quân, ông Quảng Văn Tuấn và cụ Nguyễn Hữu Lượng vào thực hiện nghi thức dâng hương. Xin kính mời. Bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, chúng ta cần lựa chọn, tiếp thu, phát huy thuần phong mỹ tục của cha ông, đẩy mạnh nguồn văn hóa ấy hòa chung với dòng chảy văn minh đương đại. Làng Điền Xá, làng văn hóa, nơi có nhiều công trình tín ngưỡng văn hóa, nơi đây là làng có nhiều nghề đang phát triển sôi động, được tăng dần nhằm tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đó và để lễ hội năm nay và những năm tiếp theo ngày càng phát triển và thành công rực rỡ. Thay mặt đảng ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể xã, về sự tôi xin nhấn mạnh một số nội dung đề nghị cấp ủy, chi bộ, cán bộ và nhân dân thôn Điền Xá như sau. Trước hết cần khơi dậy và phát huy nội lực sức mạnh cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào của nhân dân về quê hương, lan tỏa từ xa xưa truyền lại, từ đó kêu gọi hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới để chung tay xây dựng làng Điền Xá nói riêng, xây dựng xã Văn Xá nói chung ngày càng phát triển hơn nữa. Tổ chức lễ hội phải thực sự chú đáo cả về phần lễ và phần hội, phần lễ long trọng tôn nghiêm, phần hội thật vui vẻ sôi động nên có thêm nhiều trò dân gian mới, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường, vui xuân chảy hội, đồng thời gắn với hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, thực hiện tốt các nhiệm vụ mà cấp trên triển khai, đảm bảo nhân dân trong thôn đều có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Văn Xá luôn trân trọng và tạo mọi điều kiện để lễ hội làng Điền Xá diễn ra trang trọng, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, mang đậm tính nhân văn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh tín ngưỡng của nhân dân. Cuối cùng, xin thay mặt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc xã và các ban ngành đoàn thể xã, các đại biểu về dự lễ hội, xin kính chúc các đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân một năm sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Chúc cho lễ hội thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa toàn thể các cụ, cô dì, chú bác, dâu trai, trẻ gái cùng toàn thể khách thập phương về dự lễ hội. Đến hẹn lại lên sự háo hức mong chờ từ thời Pháp giao hòa hôm qua, Tết đến giữa xuân tiết ấm áp. Hôm nay lễ hội rằm tháng 2 năm Giáp Thìn. Quý vị, theo chương trình của lễ hội hôm nay, chúng ta tiến hành rước tứ vị thần hoàng ở miếu thượng, miếu trung, miếu quan phục và hiển linh bằng ngự vị tại đình làng để các con các cháu cùng toàn thể nhân trong làng tế lễ phục thờ, kính báo tứ vị thánh hiền những thành quả một năm qua đã đạt được. Ban cấp của cô dì có xóm sạch đáp ứng được tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới năm nay. Để lễ hội năm nay thành công tốt đẹp, tôi đề nghị toàn thể nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, thể lòng nhân ái, cùng góp công, góp sức nhiệt tình tham gia công việc của làng, thực hiện tốt hội nghị của lễ hội, không lợi dụng lễ hội để chơi cờ bạc.
không mê tín dị đoan, đảm bảo tuyệt đối trong lễ hội. Bằng kinh nghiệm, sự sáng tạo và tài trí của nhân dân, chúng ta tin tưởng rằng nhất định sẽ thành công mục tiêu đặt ra trong năm 2024 là khai sáng cội nguồn, vươn tầm thời đại. Cùng toàn thể nhân dân về dự lễ hội mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc lễ hội năm 2024 thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Quản Đức Mạnh, Phó trưởng ban lễ hội bên điều hành nội dung buổi lễ ạ. Xin trân trọng kính mời ông. Chuẩn bị nghi thức cắt bóng bay. Khi tôi hô 1, 2, 3 thì các cháu cắt. Hội làng khai sáng cội nguồn, vươn tầm thời đại. Công tác chuẩn bị cắt bóng bay bắt đầu. Thank you.
Thank you.
chồng. Thank you.